bác đã đến với kênh Mai Tuyến Audio. Trước mắt các bác, trong bộ một sản phẩm gồm đầy bãi 16 giò mang số Nike bãi và một đôi loa đô mút 383 hàng bãi, sử dụng 2 chung 2 kép 1325 cho bộ hàng bãi rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Chất âm thì rất là hay. Theo đề nghị của các bác, ghép một bộ đàn cho các bác nghe. Thì hôm nay anh em tìm ghép một bộ cho anh em thưởng thức và cân nhắc để mua một bộ về dùng cho gia đình mình. Tiếp theo chương trình, em sẽ đi sâu vào tình thức bên ngoài và từng một hạt đầu tiên gồm một con đẩy bãi 16 giò hai kênh riêng biệt, chai 16 giò Toshiba hàng bãi còn rất là đẹp, cực hai công suất cho na khoảng 500W một cây, tổng công suất là 1000W. Tiếp theo là một con vang số chỉnh cơ hàng bãi chỉnh của Hồng Kông, Echo thì vẫn rất là ngọt, anh em gia đình hát rất là hay lịch tiếng. Tiếp theo là một đôi loa đô mút 383-253 sử dụng 1325 hai chung hai chép cho loa chất âm đủ 3 tải, anh em hát karaoke rất là hay và nghe nhạc cũng rất là đẳng cấp, cho bộ mà em ghép rất là hợp lý, anh em khách có thể lựa chọn cho mình cho bộ sản phẩm này, giá rất bình dân và đem lại hiệu quả cao. Tiếp theo chương trình, em sẽ test thử phần nhạc và phần mic. Phần quan trọng nhất chính là phần mic. Tiếp theo là em test nhạc trước, anh em chờ. We'll be right back.
gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi khi đã biết tình yêu rồi. Núi trái tim chờ nhau. Cảm ơn các bác đã theo dõi kênh. Các bác hãy nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ bên em, những sản phẩm mới nhất và những sản phẩm hay nhất từ bên em để các bác có thể lựa chọn sắm cho gia đình nhà mình nhé. Chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo.